Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip vào buổi sáng Chủ nhật năm Tây tháng 3 năm 2023, chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống Sài Gòn. Ngay lúc này thì Tuấn Dương đang có mặt trên con đường Tôn Thất Thiệp. Đây đang là nút giao 3 tháng 2 cắt với Tôn Thất Thiệp. Ngày xưa thì đường 3 tháng 2 có tên gọi là đường Trần Quốc Toản. Và hướng này thì chúng ta sẽ di chuyển về ngã 6 Công trường Dân Chủ, quận 3. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì Tuấn Dương xin kính mời quý cô chú anh chị cùng với Tuấn Dương, chúng ta sẽ đi theo con đường 3 tháng 2 Trần Quốc Toản để đi về phố Nguyễn Huệ, quận Nhất. Ngày hôm nay có một cái lễ hội, đó là lễ hội áo dài Việt Nam 2023. Thì Tuấn Dương đang trên đường tới để hy vọng là sẽ tìm kiếm được những các cái hình ảnh gì đó quen thuộc, thân thương, gửi tới quý khán giả trên kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Trước mặt chúng ta đây đang là nút giao 3 tháng 2 Trần Quốc Toản cắt với Lê Đại Hành. Nếu mà chúng ta quẹo phải sẽ đi vào con đường Phó Cơ Điều đi về khu Chợ Thiếc. Buổi sáng hôm nay thì thời tiết Sài Gòn khá mát mẻ, nhiệt độ lúc này thì vào khoảng 22, 23 độ. Cái tiết trời buổi sáng nó se lạnh, cảm giác rất là đã. Còn tầm buổi trưa đó thì theo như dự báo hôm nay cũng khoảng 32 cho tới 34 độ. Thời tiết lúc này bắt đầu mát mát hơn mấy ngày trước. Chúng ta vẫn đang có mặt ở trên cái trục đường 3 tháng 2 Trần Quốc Toản. Bây giờ mới chỉ khoảng 6 giờ 30 sáng nên đa số là các cửa hàng, cửa hiệu còn đóng, chưa có mở. Đây có ba anh chị nhìn cái dãy phía bên phải Tuấn Dương này, gần như là các cái vỉa hè trống, chưa có những cái chiếc xe gắn máy nào để cả. Rồi các hàng quán người ta cũng chưa có bày biện ra, tất cả gần như là còn đang ngủ nghỉ. Đây bây giờ Tuấn Dương sẽ quẹo phải đi vào đường Nguyễn Kim. Đấy, buổi sớm tinh mơ. Cô bác anh chị nhìn ở cả hai bên này, các cái cửa hàng, cửa hiệu vẫn đang đóng cửa. Những cái chỗ nào mà kinh doanh. Cô này mặc áo dài đẹp quá. Chắc là cô cũng đi tham dự cái lễ hội diễu hành áo dài. Đó, cô chú anh chị thấy là rất là vắng. Nói chung là nó vắng giống như cái thời điểm mà có dịch Covid-19 ấy. Đây là góc đường Tân Phước cắt với đường Nguyễn Kim. Bên tay phải là chung cư Lý Thường Kiệt, bên tay trái là sân vận động Cộng Hòa, ngày nay là sân Thống Nhất. Bây giờ các bác xích lô mới đạp xe đi làm này. Rồi phía trước mặt chúng ta đây là giao lộ Nguyễn Kim cắt với Nguyễn Chí Thanh, ngày xưa là đường Trần Hoàng Quân. Quẹo phải thì chúng ta sẽ đi về phía Chợ Rẫy, rồi
đường Nguyễn Thị Nhỏ. Quẹo trái này chúng ta sẽ đi về ngã 6 Minh Mạng. Đây, bên tay trái có một cái chợ đồ chôm chỉa này. Chợ chuyên bán những các cái đồ cũ. Rồi. Buổi sáng sớm mà cô bác họp chợ khá đông này các bạn này. Này, những các cái món đồ cũ. Tượng Phật. Hàng trăm người. Khúc này là góc Ngô Quyền cắt với Nguyễn Chí Thanh. Có những khúc đường thì các bạn thấy gần như là rất vắng. Trong buổi sáng chủ nhật thì nhiều người còn đang chìm trong các cái giấc ngủ. Đây, khúc ngã 6 Nguyễn Tri Phương. Mặt trời bắt đầu ló lên rồi. Đây, chúng ta sẽ đi vào con phố Nguyễn Chí Thanh. Wow. Một cái cảm giác mà đi vào buổi sáng rất là đã. Bên tay phải có trường dự bị Đại học Dân tộc, rồi Cao đẳng Sư phạm, và có trường mù Nguyễn Đình Chiểu nữa. Phía trước mặt cô chú anh chị là giao lộ Sư Vạn Hạnh cắt với Nguyễn Chí Thanh. Ở đây có ngôi chùa Giác Ngộ, rồi có nhà hàng của ca sĩ Phi Nhung ở phía bên tay phải. Cuối con đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Hoàng Quân thì chúng ta sẽ gặp đường Hùng Vương. Giao cắt với đây là Trần Nhân Tôn. Ngày xưa là nhà máy thuốc lá Sài Gòn ở cái vị trí phía bên tay trái của quý vị. Đây, tới đây thì chúng ta sẽ ra đường Trần Hoàng Quân. Này là đường Nguyễn Hoàng. Đi buổi sáng sớm khi mà các hàng quán chưa có mở, bảng hiệu chưa có trưng ra, rồi xe gắn máy không có để lên trên lề. Cảm giác phố xá rộng rãi thênh thang. Còn tới cái khung giờ cao điểm đó thưa các bạn thì trời ơi,
Nhìn đâu đâu cũng xe, đâu đâu cũng người. Đây chúng ta đang đi về phía ngã 6 Cộng Hòa. Sở dĩ có tên là ngã 6 Cộng Hòa bởi vì trước đây có một cái con đường, ngày nay là đường Nguyễn Văn Cừ, còn xưa thì là đường Cộng Hòa, nên người ta đặt tên là ngã 6 Cộng Hòa. Đây chúng ta sẽ đi vào đường Phạm Viết Chánh. Bên tay trái có một cái khúc công viên Mũi Tàu, gọi công viên Văn Lang. Hướng đi thẳng này chúng ta sẽ gặp đường Cống Quỳnh. Đây, hướng đi thẳng này các bạn là chúng ta sẽ tới cái nút giao Cống Quỳnh. Thường là sáng chủ nhật mọi người cũng hay đi lễ. Theo như Tuấn Dương biết thì khoảng 6 giờ cũng đã có một cái khung giờ lễ, thì thường là theo cái giờ chẵn, mỗi giờ lễ khoảng 1 tiếng đồng hồ. Đây, phía trước là chợ Thái Bình. Giờ chúng ta sẽ đi vào con đường Phạm Ngũ Lão. Đây, những phía trước mặt cô bác anh chị là một chiếc xe buýt đây. Đây là nút giao Nguyễn Thái Học cắt với đường Phạm Ngũ Lão. Bên tay trái của cô chú anh chị là công viên 23 tháng 9. Nếu mà chúng ta đi chơi những các cái tuyến cố định đó, cô bác có thể sử dụng phương tiện là xe buýt. Đây, ra đây chúng ta gặp con đường Trần Hưng Đạo giao cắt với đường Yaxin. Rồi, xin mời cô bác anh chị cùng đi với Tấn Dương. Chúng ta sẽ đi qua cái khu vực
giao lộ Quách Thị Trang xưa. Ngày nay thì ở phía dưới lòng đất là cái ga tàu điện ngầm. Ở đây mới chỉ tổ chức phân luồng giao thông tạm thôi. Cô bác anh chị có thể nhìn thấy chưa có cái vòng xoay. Lúc này chúng ta chưa nhìn thấy cái vòng xoay công trường Quách Thị Trang. Đây, những cô, những bà mặc áo dài này, nay chắc đi diễu hành đấy. Có những người đi để chụp hình ở khu chợ Bến Thành để gửi xe ở đâu đó rồi. Đây, Tuấn Dương sẽ giữ xe ở khúc này rồi sau đó sẽ đi vô trong nha các bạn. Thank you.
Thank you.